Hello, xin chào tất cả mọi người nha, mình là Hoắc Nguyễn. Thì hiện tại bây giờ mình đang ngồi trên xe ô tô của mình. Thì đợt này mình mua xe là trúng vào đợt dịch virus corona các bạn ạ. Cho nên là xe không được đi đâu, chủ yếu là mình đi làm cho nên cũng đi chơi đâu cả. Mẹ mình cũng không được ngồi lên xe ô tô. Thì mình để ý là thấy mấy hôm nay là có vẻ cái sóng nóng không được ngồi lên là cũng nóng ruột. Cho nên là mình nghĩ ra một trò là mình sẽ trốn mẹ mình các bạn ạ. Thì trên cái xe này nè, hai cửa phía sau á, thì nó sẽ có một cái gọi là khóa dành cho trẻ em. Ngoài mở được chứ trống không mở được. Muốn trống mở được ra thì là phải lên mở hai cửa phía trái này, hai cửa trước này. Thì tí nữa là mình sẽ giả vờ đi ra ngoài. Mẹ mình kiểu chí không tải máy, mình chắc chắn một điều rằng mẹ mình sẽ tải máy lại là sẽ để xem biết đâu là mở cửa được. Mà khi vật mình mở cửa được cái chắc chắn mẹ mình sẽ vào đấy và mẹ mình sẽ bị nhốt trong này. Mình sẽ để người từ xa, mình sẽ bấm khóa. Đây, mình sẽ đứng từ xa thì mình sẽ bấm khóa này các bạn ạ. Mình sẽ khóa xe lại đây. Đó, khóa như thế này. Thì khi đó mẹ mình sẽ hoảng đấy, mẹ mình sẽ tìm cách để ra ngoài. Nhưng mà ra ngoài thì ở phía sau chắc chắn là bởi vì đã đặt chế độ khóa trẻ em thôi á, thì không thể nào mà có thể là ra được. Nên phải treo lên phía này. Treo lên phía này thì khi đó mình sẽ đem chiếc khóa xá ra. Thì ở trên cái xe này nó có cái chế độ gọi là báo động. Nếu như có trường hợp là mở cửa hoặc cai xe thì coi báo động nó sẽ kêu. Đây, các bạn hãy chờ nhé, để xem phản ứng của mẹ mình như thế nào nhé. Rồi, chúc các bạn có những giây phút xem clip vui vẻ. Rồi, bây giờ mình tiến hành trốn mẹ mình nhé. Công việc bây giờ là phải là mở để cửa sẵn và chờ đợi thôi. Mình sẽ để đấy một cái quay này các bạn nhé. Rồi. Hiện tại bây giờ mình đã đi ra ngoài rồi, mình đã đem theo chìa khóa ô tô với cầm cả điện thoại để theo dõi camera và ghi lại màn hình của camera luôn các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là mình ở ngoài cổng á, ở đấy thì mình có thể ấn được chiếc khóa để khóa cửa lại, cho nên là mình sẽ theo dõi được toàn bộ hành động của mình ở ngoài đây mà mẹ mình không có thể ra được. Rồi các bạn hãy theo dõi xem phản ứng của mẹ mình như thế nào nhé. Đó, bắt đầu đi lại rồi. Đó, bắt đầu mẹ mình đi lại ô tô rồi các bạn nhé. Đó, thấy chứ, mình đoán đúng ngay mà. Đoán đúng ngay các bạn ạ. Đó. Rồi, mở cửa ra rồi. Thấy mở cửa rồi. Chui vào rồi. Đóng cửa lại đi, đóng cửa lại đi. Rồi, đóng cửa lại rồi. Chứ mà đang đi mổ mà lính chứ. Nó đi ra ngoài chủ có đi mổ mà lính tặng cửa lại hay. Mới dừng ngồi bên trước kia, vừa nãy ngồi bên sáo thoải mái rồng rà đi. Nam ngủ được. Thoải mái. Cái ghế nó sao thoải mái đấy mà không to mình ngồi cho bếp. Bên đấy cái chỉ tổng lên tổng ngồi được cái nó. Ngồi chẳng nên thoải mái thôi. Chứ ra mà từng nhiên đen hay này đỏ đấy. Ấn rồi. Nó có cái gì trái gần tệ tập thể dục rồi này. Thoải mái hết. Nói ba trầu chứ 4-5 người ngon được. Mình nên đi khỏi không coi thì trong xe còn những chị đó. Trang bày đầu thử với ạ. Được xịt cái côn xịt cái à. Thang đấy khùn thật. Lại nữa cần bỏ trong xe này này. Này khô nữa. xe đúng mới lên lên Né mùi nhờ chứ gì đó. Thôi ta mới thoải mái sướng. Ôi xả đó xả. Wow. Wow. Cái nào vỗ được không? Không ra được không? Ôi trời, không ra được thôi để mình đời chơi thấy về mình không biết được gì tiếp. Tôi hay bà thích. Đây mở đã rồi. Ui, hình mặt trời cả cái chả thôi mà nói. Hoàng ơi. Trời. Quơ bạn. Vậy. Ui nội. Có tao không lì mà cô biết. Cô biết. Thì cái này về ra mày để quán về mở cái tô. Mở được. Cái này mở được. Mở được có cháo không mở được. Là mẹ cho mở được cái mẹ thử uống thôi thì con biết cháo ra mà. Cái này ở đồng dài chứ mà. Cháo mà thôi lên là không ra được rồi là mẹ đeo ra nó xử để rã đi. Tạm năm bảy chí mà anh coi nó táo hài anh sẽ anh chài cái thế lên chết cô thì thầy thôn thầy thế mà nó ra mà sao mà thôi tao hẹn ráo mà thôi nó ra ra rồi là đầu hình thân lì cũng teo được không vợ đứa còn lại là ở nhà xé cô không biết thôi đâu không mình bố phải đi mẹ cho mẹ đi quá mẹ mở đi cho bố được mà thế tao bố chứ tao biết rồi bố tao tao chỉ môi của nó cháo sao tại tạm là cái đó mà ăn béo 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 thầy thôi thầy vẽ thôi rồi kinh nghiệm nhá đừng có rêu ô tô rồi thiệp chưa thiệp rồi thôi nha. Ok vậy là đã mẹ mình đã rất là hoảng các bạn ạ. Như vậy là hiện tại bây giờ bà cũng biết tại vì sao mà lì như vậy cả. Cũng không biết là mình làm luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye bye.